Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhiều vận may bất ngờ ập tới, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Thần tài ban lộc phát tài, đón vận may liên tiếp, gặp thời đổi đời giàu to, tiền tiêu ba đời không hết, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi, mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cho thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Có người sinh ra đã sung sướng từ trong trứng, nhưng tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng vì tính cách phô trương, tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau. Tuổi trẻ gian danh, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, cô độc, nghèo khổ, nhục nhã. Thế mới nói rằng, sống ở đời mọi chuyện luôn bất ngờ thay đổi, không đi theo đúng hướng với mong muốn của ai cả. Thế nhưng lựa chọn cố gắng nỗ lực để phấn đấu vươn lên làm giàu để có được hạnh phúc, hay chấp nhận thất bại mà buông xuôi cho đời dùi dập hay không là do mỗi người tự quyết định lấy, không ai bắt ép được cả. Định khuyên Giáp Thìn thật nhiều, mà lại nghĩ tuổi này máu chó, tính tình thẳng như ruột ngựa, thì khuyên cũng chỉ vậy thôi, thì cứ nhất là bét, cứ cháy hết mình để không có gì nuối tiếc, cứ làm những gì mình muốn theo cảm xúc ở thời điểm hiện tại, thích thì bảo là thích, ghét thì bảo là ghét. Muốn làm gì thì đi làm, muốn cầm gì thì đi cầm, muốn nhiệt huyết vì điều gì thì thiêu đốt linh hồn vì điều đấy. Dám yêu dám hận, dám liều dám ước mơ, nghĩ thật kỹ rồi lao vào mà lăn xả, ngẫm thật sâu rồi lao vào mà chiến đấu. Cứ như vậy Giáp Thìn rồi sẽ sớm ổn thỏa, thăng hoa. Thực ra cái Giáp Thìn thiếu không phải khả năng bùng nổ, thăng hoa, mà là tính ổn định, tính kiên trì, sự bền bỉ và tính kỷ luật. Giáp Thìn giống như sao băng vậy, rực rỡ, huy hoàng, rồi lại lụi tắt giữa màn đêm. Vậy phải làm sao để ánh sáng đấy cứ sáng mãi không ngừng? Khi đấy con rồng trong đầm phú đăng quả sẽ trở mình bay lên 9 tầng mây. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, mới đây nhất, khi dựa vào cung mệnh và lá số tử vi thì thấy rằng, bước vào 6 tháng cuối năm 2024, nếu tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nếu tránh được ba điều này ắt khổ nạn tiêu tan. Đặc biệt, cô bác sẽ bất ngờ được ơn trên ban lộc, song lộc phúc tinh cùng cao chiếu, soi rọi cho vận trình của bản mệnh rực sáng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Không những thế, thời điểm này còn là một bước đệm rất quan trọng để những người tuổi Giáp Thìn có được sự giàu sang phú quý từ nay cho tới suốt cuộc đời. Vậy chi tiết vận trình trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ diễn biến như thế nào? Tuổi Giáp Thìn cần phải làm gì để đón nhận những cơ may đổi đời ơn trên ban cho? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết quý khán giả nhé! Xét tổng quan vận trình tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Bản thân sẽ cảm thấy có đủ khả năng để đối mặt với những vấn đề, tuy nhiên cũng cần phải đánh giá cẩn thận trước khi đưa ra chọn lựa. Theo tử vi của 12 con giáp, trong 6 tháng cuối năm 2024, tuổi Giáp Thìn sẽ có một sự nghiệp thăng tiến, tài chính rủng rỉnh, nhưng cần phải cẩn thận quản lý tiền bạc một cách rạch ròi,
chi tiêu phải thắt chặt hơn, cần có kế hoạch rõ ràng, nếu không dễ rơi vào tình trạng vay mượn. Ở phương diện tình cảm hôn nhân, tuổi Giáp Thìn có phần tẻ nhạt, phần lớn do áp lực cuộc sống, con cái mà ra. Đào hoa xấu tác động, bản mệnh nên tránh xa các mối quan hệ mập mờ kẻo lộng giả thành chân, đánh mất hạnh phúc lúc nào không hay. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Công việc làm ăn của tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy sự nghiệp phía trước không hứa hẹn một hành trình thuận lợi. Trong 6 tháng cuối năm này, người tuổi Giáp Thìn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề phiền não và áp lực do thái tuế gây ra. Điều này có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đối với những người mới khởi nghiệp, vì họ vẫn thiếu kinh nghiệm và phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh gay gắt. Do tính cách mạnh mẽ và kiên nhẫn, tuổi Giáp Thìn có khả năng xảy ra mâu thuẫn với người khác, thậm chí những ý kiến trái chiều, nhỏ nhặt cũng có thể trở nên nghiêm trọng dẫn đến xung đột. Tốt nhất, Giáp Thìn nên giữ thái độ khiêm tốn và hòa nhã, tập trung vào công việc của mình. Trong quá trình đàm phán kinh doanh, Giáp Thìn phải đảm bảo kiểm tra kỹ hợp đồng. Tử vi cho thấy, tuổi Giáp Thìn có thể gặp khó khăn trong điều hành doanh nghiệp và đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt, mặc dù vận may có thể không nhiều. Nhưng nếu cần thiết hãy tìm kiếm sự hỗ trợ và kinh nghiệm từ bạn bè hoặc người đi trước để giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn. Với tất cả khó khăn và thách thức, tuổi Giáp Thìn hãy nhớ rằng điểm sáng có thể nảy sinh từ những tình huống khó khăn nhất. Vậy nên Giáp Thìn hãy duy trì tinh thần lạc quan và sẵn sàng đón nhận những cơ hội từ người khác. Trong lúc khó khăn, hãy chuẩn bị cho mình chiến lược cẩn thận, duy trì sự bình tĩnh và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, có thể giúp người tuổi Giáp Thìn vượt qua giai đoạn khó khăn trong 6 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện tài lộc. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm 2024 tiết lộ rằng phương diện tài lộc của bản mệnh có thể gặp khó khăn. Sự tác động bất lợi từ thái tuế làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của người tuổi này. Tiền bạc có thể bay đi không rõ nguyên nhân. Kinh doanh không hiệu quả, đầu tư dễ thua lỗ và áp lực tài chính ngày càng tăng. Dù Giáp Thìn có năng lực nhưng hoàn cảnh khó khăn tổng thể có thể khiến Giáp Thìn gặp rất nhiều thử thách trong việc kiếm tiền, thu nhập không đạt được như mong đợi. Người tuổi Giáp Thìn là chủ doanh nghiệp phải tuân theo đạo đức kinh doanh và tránh các hành vi bất hợp pháp. Cuối năm nay, tuổi Giáp Thìn cần phải cẩn trọng về đạo đức, vì việc vi phạm có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và làm mất đi những gì Giáp Thìn đã xây dựng. 6 tháng cuối năm 2024 này không phải là thời điểm để mở rộng quy mô kinh doanh của người tuổi Giáp Thìn. Thay vào đó, Giáp Thìn hãy tập trung việc hoàn thiện những kế hoạch hiện tại. Khi đầu tư, Giáp Thìn hãy cân nhắc năng lực của mình và không nên đầu tư mù quáng. Hãy tính toán kỹ lưỡng các khoản thu chi và hạn chế rủi ro. Nói chung, người tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua 6 tháng cuối năm 2024 với vận khí không tốt, cần quản lý tài chính cẩn thận và tránh chi trả những thứ không đáng. Hãy lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu các chi phí không cần thiết và tránh các hành vi gian lận, lừa đảo. Tuy nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là sống thiếu thốn. Bản mệnh có thể tự thưởng cho mình một cách có trách nhiệm và hợp lý. Xét về phương diện sức khỏe. Tử vi 6 tháng cuối năm 2024 cũng chỉ ra rằng sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn không thật sự ổn định do tác động của thái tuế và tam tai. Do đó, Giáp Thìn không nên coi thường bất kỳ vấn đề sức khỏe nào dù là nhỏ nhất. Để bảo vệ sức khỏe của mình, Giáp Thìn hãy tuân thủ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ giấc để tạo sức mạnh, giúp cơ thể đối phó với áp lực đang đối diện. Duy trì chế độ ăn uống, cân bằng đủ bữa là điều đầu tiên. Giáp Thìn cần bổ sung những loại trái cây dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và uống đủ nước. Theo dõi sức khỏe thường xuyên và nếu có bất kỳ dấu hiệu gì không bình thường, hãy tới bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm 2024 dự báo về mặt tình cảm sẽ gặp rất nhiều bất ổn. Sự ảnh hưởng của thái tuế sẽ tác động mạnh mẽ lên mảng tình duyên gia đạo, gây thêm áp lực và gánh nặng tinh thần cho tuổi Giáp Thìn. Đặc biệt, hạn thái tuế có thể đẩy người tuổi Giáp Thìn vào tình huống tình cảm phức tạp và không ổn định. Sau đây
sẽ là dẫn trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng này gặp cục diện tam hợp lại thêm quan đới che chở, nên vận trình sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn trên đà thuận lợi, mưu sự dễ thành. Con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khởi đầu thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn, bạn cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá dượng, nên dù gặp tháng cô hồn nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng. Dù khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân giúp sức đạt kết quả khả quan. Nguyệt lệnh lâm quan đới sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể hành có thể. Người thông minh, lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn, gặp thiên thời, địa lợi. Dù đôi khi tinh thần làm việc của bạn chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Nhưng nhiều cơ hội mở ra đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế, tránh để vượt khỏi tầm tay thì mới có thể giành được những thành quả đáng tự hào. Có điều ngũ quỷ xuất hiện mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, có thể gây ra một vài sự cản trở nhất định trong công việc. Cho nên làm gì tuổi Giáp Thìn cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ xấu. Bản mệnh cũng cần chú ý một vài ảnh hưởng cảm tính do quan đới gây ra, khiến con giáp này sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối, nên cũng hay làm việc tùy hứng. Thích là làm, không thích lập tức có thể bỏ dở nửa chừng. Điều này gây ra không ít rắc rối, thậm chí còn làm mất lòng người khác, dễ bị cô lập trong tập thể. Cho nên bản mệnh nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết lúc nào cần dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm để không gây ra rắc rối, không thể giảng hồi. Về tài lộc, tháng này tuổi Giáp Thìn cảm nhận khá rõ sự khác biệt khi tiền tài ngày càng dượng. Trong tháng có tam hợp thái tuế mang lại cho bạn khá nhiều vận may liên quan tới tiền bạc, thêm cả sự xuất hiện của thực thần, bản mệnh có thu nhập tăng tiến. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay, cả chính tài và thứ tài đều sáng, nên thu nhập của bạn đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, con giáp này nhạy bén về tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công. Hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin, người làm ăn tự do với quy mô nhỏ lẻ, có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Lưu ý tiến hành từng bước thận trọng, bước chậm còn hơn nhanh ẩu đoạn để nhận lấy thất bại, bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư ở thời điểm này. Nhưng nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp. Đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Hơn nữa, tuổi Giáp Thìn nên chọn hạng mục mà bạn biết rõ nhất về nó có thể thì bạn sẽ tự tin hơn. Nếu cảm thấy lấn cấn ở bất cứ cơ hội nào đó, thì hãy tin vào trực giác của mình và tạm thời bỏ qua một bên tính sang phương án khác. Đừng quên tháng này là tháng cô hồn, mọi việc đều cần tính toán cẩn thận, nên đặt an toàn và ổn định lên trên hết. Tuy tài chính rủng rỉnh là vậy, song bản mệnh cũng sẽ khá bận rộn, cần phải có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể thì mới kiểm soát được nguồn tiền ra vào nhanh chóng và hiệu quả. Tháng này bán hợp giúp nhân duyên của tuổi Giáp Thìn khá dượng, tình cảm của bạn có nhiều bước tiến triển tốt đẹp và bất ngờ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, hợp tác, khách hàng của con giáp này dễ dàng tìm được tiếng nói chung, khéo léo thuyết phục được đối tác. Phương diện tình cảm cá nhân khá đặc sắc, được sự hậu thuẫn của nhiều các tinh, bản mệnh tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa, duyên khác giới dựng nên rất có lợi cho người độc thân trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp. Gia đạo yên vui tạo tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để con giáp này tập trung phấn đấu cho công việc. Một vài mâu thuẫn xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình được giải quyết ổn thỏa. Có điều, các cặp vợ chồng cần dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Quan tâm chia sẻ với nửa kia cũng là cách tốt để giúp cả hai xích lại gần nhau hơn. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch này cũng cần chú ý. Dù không có gì đáng lo ngại, nhưng do có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện, nên bản mệnh có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc chấn thương về chân tay,
đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông để không hại mình và hại người. Tháng này âm khí tràn trề, bạn nên nghỉ ngơi điều độ, dưỡng dương khí trong mình. Đây là khoảng thời gian giao hòa giữa tiết đại thử và tiểu thử. Thời tiết oi nóng tạo cơ hội cho bệnh dịch lan tràn. Những người tuổi Giáp Thìn có tiềm sử về bệnh tim hoặc bệnh về máu thì nên ngủ đủ giấc, giữ phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng này tuổi Giáp Thìn giữ được tinh thần khá nhiệt tình, hăng hái. Bản mệnh không ngại tiếp xúc với những nội dung công việc mới hoặc những kiến thức mới, bởi bạn biết rằng đây là điều cần thiết nếu muốn tiến bộ hơn. Có điều bạn cần thay đổi là tính cả thèm chóng chán của mình. Khi công việc đã vào guồng hoặc bạn đã nắm bắt được ít nhiều những kiến thức mới, con giáp này sẽ thường cảm thấy nhàm chán hoặc tìm cách bỏ giờ giữa chừng, hoặc ít nhất là sẽ làm với tinh thần đối phó, được đến đâu hay đến đấy. Cách làm việc của bạn dễ khiến cho cấp trên không hài lòng và gây phiền phức cho những người bắt buộc phải đứng ra để giúp đỡ. Đốc thúc bạn, hãy nâng cao ý thức làm việc của mình, như vậy bạn mới gặt hái được thành công và được nhiều người yêu mến. Nguyệt lệnh lâm mộ và hung tinh thiên hình cũng khuyên bạn cần có cách ứng xử phù hợp hơn trong những tình huống khác nhau. Nếu bạn kiêu ngạo, nóng nảy, hành xử bất cẩn thì dễ vô tình đắc tội với người khác, nghiêm trọng còn gây họa cho tập thể, vướng họa thì phi lao tù. Về cơ bản thì cục diện nhị hợp sẽ giúp cho việc hợp tác, làm ăn của tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch này diễn ra khá thuận lợi. Bản tính nhiệt tình, nhanh nhẹ giúp bạn dễ gây thiện cảm với đối tác ngay từ những lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy nhiên, điều bản mệnh cần phải chú ý trong khoảng thời gian này là bạn hãy có trách nhiệm hơn trong công việc mình phụ trách. Nếu bạn chỉ nhiệt tình lúc đầu rồi sau đó thành ra bỏ bê, thì dễ gây ấn tượng xấu với khách hàng, đối tác. Việc làm ăn ban đầu có thuận lợi đến mấy thì sau cùng cũng chẳng đạt được kết quả như ý. Với các cơ hội bất ngờ xuất hiện trước mắt, con giáp này cần chủ động và nhanh nhạy hơn, bởi nếu cứ chần chừ, do dự thì bạn sẽ để lỡ mất thời cơ vào tay đối thủ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Tháng này tiểu hao khuyên bạn cẩn thận hơn, nếu có ý định tham gia vào các dự án đầu tư hoặc mua bán hàng hóa. Bạn cho rằng mình là người tài giỏi nên dễ bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài, song như vậy thì bản mệnh rất dễ sơ suất rơi vào những cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Muốn mọi việc diễn ra thuận lợi thì tháng này tuổi Giáp Thìn chú ý không hành xử nóng nảy, đắc tội với người khác. Trong những tình huống khác nhau thì cần có cách ứng xử khác nhau, chớ nên coi mình là trung tâm và bắt người khác phải tuân theo, như vậy thì sẽ không có ai muốn hợp tác với bạn. Phương diện tình cảm của tuổi Giáp Thìn tháng này lại cực kỳ hanh thông, thuận lợi. Bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc mà tình cảm đem lại, bất kể là người còn đang độc thân hay người đã lập gia đình. Khoảng thời gian này, người độc thân đã có những cái nhìn tích cực, cởi mở hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng tham gia những buổi gặp mặt do bạn bè, người thân giới thiệu. Chỉ cần con giáp này tự tin trò chuyện và thể hiện hiểu biết của bản thân thì dễ dàng gây ấn tượng cho người khác trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu muốn kéo gần quan hệ với ai, bạn cũng đừng ngại làm người chủ động. Chỉ cần bạn thể hiện được sự chân thành với đối phương thì người đó ắt sẽ cảm nhận được. Với người đã lập gia đình, bản mệnh thường nhận được sự cổ vũ, động viên của đối phương trong cuộc sống. Cũng nhờ những lời động viên đó mà bạn thêm quyết đoán, tự tin hơn với những sự lựa chọn của mình. Nếu có thời gian rảnh, bạn có thể suy nghĩ đến việc hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng những chuyến đi ngắn ngày hay những món quà bất ngờ. Hoặc đơn giản hơn, mỗi ngày hãy dành thời gian để trò chuyện và giúp đỡ người ấy công việc nhà. Những việc làm nhỏ nhặt cũng có tác dụng khiến cho quan hệ đôi bên thêm khăng khít. Về cơ bản, tháng này tuổi Giáp Thìn không phải quá lo lắng về phương diện sức khỏe. Tinh thần hăng hái, phấn chấn cũng giúp bạn luôn thấy khỏe mạnh, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, con giáp này cũng nhớ dành thời gian cho việc luyện tập thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc chìm đắm trong những sở thích cá nhân. Khi công việc không như ý, bạn cũng không nên tự trách móc bản thân mình quá nặng nề, hãy tâm sự với những người đáng tin cậy để được giúp đỡ. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng này gặp tương xung cục nên công việc của tuổi Giáp Thìn có sự cản trở, trì trệ. Bản mệnh được khuyên phải hết sức thận trọng, không nên đặt niềm tin ở ai đó một cách tuyệt đối, kể cả người thân tín nhất, đề phòng trường hợp vì tiền bạc, quyền lợi làm mờ mắt mà từ bạn trở mặt thành thù.
công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ, cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập. Bạn cần có sự điều chỉnh phù hợp trước khi tiến hành công việc. Con giáp này cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Các kế hoạch trong tháng khó hoàn thành đúng hẹn hoặc rất dễ đổ bể nửa chừng. Thách thức ngày càng gia tăng, kéo theo áp lực không nhỏ. Hung giận lớn gây nên sóng to gió lớn. Bạn làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh nhận thất bại. Mưu đại sự ở thời điểm này không phải là ý định khôn ngoan. Môi trường làm việc cạnh tranh quyết liệt cũng sẽ mang đến không ít căng thẳng cho bản mệnh. Có những việc không như ý xảy ra và mọi người đổ lỗi cho nhau vì lo sợ trách nhiệm. Con giáp này cần thận trọng bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại, không nên sao nhãng hay chủ quan trong thời gian này. Thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân. Bạn nên tránh tất cả những vấn đề có thể dẫn tới xung đột trong tháng này. Nếu không, người chịu thua thiệt có thể là chính bạn, còn kẻ tiểu nhân vẫn nhẫn nhơ gây họa. Nhìn chung, công việc trong tháng của tuổi Giáp Thìn gặp nhiều khúc mắc, nguyên nhân chủ quan có, mặt khách quan cũng nhiều. Dù chủ yếu là các nguyên nhân khách quan nhưng bạn cũng không thể phó mặc cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Rất may là có nguyệt lệnh lâm dưỡng, dù phải bao phen trầy trật nhưng tinh thần làm việc của con giáp này vẫn rất hăng say. Cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi và lạc lối nhưng bạn lấy lại quyết tâm rất nhanh. Hãy suy nghĩ thật bình tĩnh và tỉnh táo, bạn sẽ sớm tìm ra hướng giải quyết tốt mọi việc. Những lúc có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và rơi vào tình trạng căng thẳng, bản mệnh hãy gạt bỏ lo lắng sang một bên. Để có thể tập trung hoàn toàn vào công việc, hãy biết hài lòng với từng nhiệm vụ mà mình vừa hoàn thành. Điều đó sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực hữu hiệu. Tháng này bị đại hao hung tinh chiếu mệnh, tài tinh bị tổn hại là điềm báo tuổi Giáp Thìn dễ bị hao tài tốn của. Dù kiếm được thì cũng tiêu nhiều hoặc dùng cho mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả. Do đó, bạn chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Đây là tháng bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh. Những trò cá cược đỏ đen càng nên tránh, có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được. Vì thế, chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì, đặc biệt bạn nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu, khi có người khuyên can thì nên dành thời gian xem xét, tính toán lại một lượt cẩn thận không bao giờ là thừa. Vận may tiền bạc trong tháng không nhiều, bản mệnh nên tiết chế chờ đợi thời cơ chín muồi. Nguyệt lệnh ở thời kỳ dưỡng, bạn cần chuẩn bị chu đáo mọi bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, thời gian này tuổi Giáp Thìn cũng nên tránh cho dây mượn, cục diện tương xung ảnh hưởng. Tiền bạc không phân minh có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, thậm chí khiến người quen trở mặt, đụng tới lợi ích sẽ rất khó giữ được cái tình. Phương diện tình cảm tháng này của tuổi Giáp Thìn cũng không thật sự lý tưởng, mối quan hệ dù không có nhiều biến động nhưng cũng đang dần thiếu đi sự nồng nhiệt. Nếu cứ để mặc tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp hâm nóng, tình cảm của đôi bên sẽ ngày càng nhạt nhòa. Rất dễ xuất hiện những vết nứt, thậm chí còn tạo cơ hội thuận lợi cho kẻ thứ ba chen chân. Tháng này, tương xung cục ảnh hưởng tình cảm, vợ chồng khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Dù không phải là mâu thuẫn quá lớn thì cũng xuất phát từ những va chạm trong cuộc sống thường ngày. Không những tinh thần hai người bị ảnh hưởng, mà các thành viên trong nhà cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Vì vậy, dù không bằng lòng nhau điều gì bạn cũng nên nói rõ ràng, đừng giữ mọi thứ trong lòng mà sinh hậm hực, hoặc nếu có tranh luận tìm nơi vắng vẻ chỉ có hai người. Đừng cãi giả trước mặt con cháu trong nhà, nếu muốn được tôn trọng, bạn cũng nên dành điều tương tự cho đối phương. Người độc thân tháng này vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Bạn có thể dành nhiều thời gian gặp gỡ, tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn. Ở phương diện sức khỏe, tháng này tuổi Giáp Thìn cũng nên dành sự quan tâm cần thiết cho thể trạng của mình. Áp lực cuộc sống và công việc gia tăng, nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bạn có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Đôi khi con giáp này cứ để công việc bận rộn cuốn đi mà bỏ bê việc ăn uống hay nghỉ ngơi. Tuy hiện tại vẫn nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, nhưng về lâu dài sẽ có những hệ lụy mà bạn không lường trước hết được hậu quả. Bên cạnh việc cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bản mệnh cũng nên rèn luyện thể dục thể thao vừa sức, kết hợp ăn uống điều độ để nâng cao sức đề kháng. Việc vận động cũng giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, đủ năng lượng để làm việc mình muốn.
Tử Vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn không có quá nhiều thay đổi. Trong tháng này, công việc vẫn như cũ, tiến trình cũng được bản mệnh duy trì ổn định. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy tháng này thích hợp để bạn củng cố, điều chỉnh lại các kế hoạch công việc cho chắc chắn, giảm thiểu tối đa các sự cố không đáng. Đây sẽ là giai đoạn tạo bước đà để bạn bứt phá mạnh mẽ trong các tháng còn lại của năm 2024. Nhờ sự chủ động và bình tĩnh khi đối mặt với sự cố mà con giáp này có thể khẳng định được năng lực của bản thân trước cấp trên. Đó cũng là cách mà bạn tìm ra được giải pháp cho các vấn đề trong công việc. Nhìn chung, cơ hội để phát triển vẫn có, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bạn không nên chủ quan. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Xét theo hướng tích cực, những khó khăn thử thách này cũng mang đến cho tuổi Giáp Thìn cơ hội thể hiện khả năng và tài năng của mình. Bạn cần duy trì thái độ tích cực và nỗ lực bền bỉ, tin tưởng vào bản thân và tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Không nên vội vã, nóng nảy, vì mọi kết quả tốt đều cần đến một quá trình dài hơi. Một số người có thể sẽ cần đưa ra một số quyết định quan trọng. Những quyết định này có thể có tác động đáng kể đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Trước khi đưa ra quyết định, con giáp này cần xem xét đầy đủ các yếu tố khác nhau và tham khảo ý kiến đề xuất của người khác. Bạn cũng cần giữ bình tĩnh và suy nghĩ hợp lý, chớ để bản thân bị lung lay bởi cảm xúc và căng thẳng. Các cát tinh tử vi, giải thần và chính quan đều là những sao tốt cho công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Do đó ở thời điểm hiện tại, bản mệnh hãy cứ tập trung vào chăm chỉ trong sự nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng. Việc thế nào thì làm thế ấy, hạn chế tính toán những điều quá xa vời. Đồng thời, bạn cũng phải chú ý xử lý các mối quan hệ tại công sở, giao tiếp tốt với đồng nghiệp và lãnh đạo, đạt được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tháng 10 âm lịch này tuy không có tài tinh chiếu mệnh, song tài chính của tuổi Giáp Thìn cũng không đến mức ảm đạm. Các khoản thu nhập của bản mệnh chủ yếu dẫn đến từ công việc chính. Nếu đảm bảo được công việc hiện tại phát triển ổn định thì bạn không có gì phải lo lắng về tài chính. Mặc dù vẫn có một số thách thức, nhưng bạn cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua làm việc chăm chỉ và đầu tư thông minh. Con giáp này có thể cân nhắc tìm kiếm một số công việc tay trái hoặc công việc bán thời gian để bổ sung thu nhập của mình. Bên cạnh đó, đừng quên tiết kiệm nhiều hơn bằng cách thay đổi thói quen chi tiêu và tập trung quản lý tài chính thích hợp. Đó là cách giữ tiền bền vững. Với người làm kinh doanh, áp lực cạnh tranh vẫn còn đó. Các đơn hàng vẫn có nhưng đa phần không chất lượng. Các khoản chi phí bên lề phát sinh nhiều, trong khi doanh thu không tăng, hầu như lãi vẫn chưa thấy. Bạn cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần sửa ngay. Có như vậy tình hình mới chuyển biến tốt. Thời điểm này, bản mệnh không nên cố chấp ôm đồm nhiều việc cùng lúc bởi hiệu quả không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Hãy cố gắng làm tốt nhất những việc trong tay, đó cũng sẽ là nguồn thu ổn định và an toàn cho bạn. Với lợi thế là đang có sẵn kinh nghiệm, một số người có thể gặp phải một số chi phí bất ngờ hoặc rủi ro khi đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, tuổi Giáp Thìn cần đánh giá cẩn thận những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích thực tế ra sao, cũng như tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia, chớ nên mù quáng theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà gây tổn hại đến sự an toàn tài chính lâu dài. Ngoài ra, bạn nên cẩn thận khi cho vay mượn tiền bạc, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Đây đã là thời điểm cận cuối năm 2024 rồi, hãy lấy tích lũy làm trọng để chuẩn bị đón năm mới sung túc đủ đầy hơn. Tháng này đời sống tình cảm của tuổi Giáp Thìn cũng sẽ tràn đầy cảm xúc lãng mạn. Bạn biết cách duy trì các mối quan hệ của mình ở tình trạng hài hòa, ít có xung đột. Chuyện tình cảm của các cặp vợ chồng không có nhiều xáo trộn. Bất chấp một số thách thức, bạn cũng có cơ hội cải thiện mối quan hệ của mình với người ấy. Thông qua việc tăng cường giao tiếp và bao dung cho nhau, con giáp này cố gắng lắng nghe nhiều hơn ý kiến, tâm tư và cảm xúc của đối phương, sau đó mới bày tỏ quan điểm, cảm xúc của riêng mình. Bằng cách thấu hiểu lẫn nhau, bạn có thể giải quyết mọi vấn đề giữa cả hai, đồng thời củng cố niềm tin với người ấy. Người độc thân tháng này có thể tăng cơ hội thông qua các hoạt động xã giao. Có điều, để tìm được người phù hợp không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu tìm thấy người ưng ý, bạn hãy mở lòng để đón nhận, cơ hội là do chính mình tạo ra. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn trong tháng 10 âm lịch này khá ổn định, không gặp bất cứ tình trạng bệnh tật nguy cấp nào phải lo lắng.
Dù vậy, bản mệnh vẫn cần chú ý duy trì sức khỏe thể chất. Ngoài việc ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý điều tiết tâm trạng khi gặp tình trạng bế tắc. Con giáp này nên tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tinh thần bằng cách nó nói chuyện với bạn bè và gia đình. Chỉ khi tinh thần thoải mái thì sức khỏe mới được đảm bảo. Ngoài việc tự chăm sóc bản thân, bạn cũng nên quan tâm nhiều tới tình trạng sức khỏe của người thân trong gia đình đó. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng này, tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn. Hãy nắm bắt các yếu tố thuận lợi này. Bạn hoàn toàn có thể chinh phục được mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái được những thành tích bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là một trong những yếu tố lớn góp phần tạo nên thành công của bạn. Con giáp này đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ, khiến cho công việc khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Thêm vào đó, tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng hay người có nhiều quan điểm phù hợp để việc hợp tác với nhau suôn sẻ, đôi bên cùng thúc đẩy nhau tiến về phía trước. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành tích cao đến đâu, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, có cách hành xử không phù hợp. Nguyệt lệnh lâm mộ vẫn sẽ đem tới ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cho vận trình sự nghiệp của bạn. Phong thái làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc của tuổi Giáp Thìn khiến kẻ tiểu nhân không thể lên tiếng dị nghị. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ nhăm nhe tìm thời điểm bạn sơ suất để hãm hại bạn. Tình hình tài chính của tuổi Giáp Thìn trong tháng 11 âm lịch này có những bước tiến tích cực, nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập, giúp bạn không còn phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu. Bản mệnh có thể mua mọi thứ mình thích một cách hoàn toàn thoải mái, không phải cân nhắc quá nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích khả quan trong công việc giúp cho con giáp này nhận được nhiều tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn hoàn toàn có thể nhận thêm các công việc tay trái để góp phần cải thiện thêm thu nhập. Cầm tiền trong tay, tuổi Giáp Thìn cũng có thể nghiên cứu thêm về các lĩnh vực đầu tư. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn, tránh nhầm lẫn gây hao tài nhé. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng. Tháng này hứa hẹn bản mệnh sẽ được tiếp xúc với những đối tác lớn. Nếu đôi bên có thể hợp tác, thì con đường kiếm tiền sẽ hanh thông hơn trước nhiều. Có điều, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn không nên vội vàng nghe theo ý kiến của bất cứ ai, bởi có thể lời khuyên của đối phương không hoàn toàn phù hợp với bạn. Trước khi làm việc gì, con giáp này cũng hãy cân nhắc đến năng lực và hoàn cảnh thực tế của mình nhé. Trái ngược với những biến chuyển tích cực trong sự nghiệp cũng như tài lộc, thì con đường tình duyên của tuổi Giáp Thìn tháng này lại gặp phải nhiều trắc trở. Người đã lập gia đình cần nhắc nhở bản thân kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, đừng vì một điều gì đó chưa vừa ý mà lớn tiếng trách móc nửa kia. Có thể những hành động bạn cho là bình thường lại khiến nửa kia phải tổn thương sâu sắc. Nếu có điều gì bất mãn, bản mệnh cần trò chuyện và góp ý nhẹ nhàng với đối phương. Đừng giấu trong lòng rồi cuối cùng lại khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng quá mức. Vợ chồng có thể trao đổi với nhau thì việc gì cũng sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Với người còn độc thân, nếu có ai đó dành tình cảm cho bạn thì bạn cũng nên thử cho đối phương cơ hội, hoặc nếu từ chối thì bạn cũng nên từ chối một cách lịch sự, tránh khiến cho đối phương tổn thương. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Thìn nhìn chung là ổn định trong tháng 11 âm lịch này. Nhờ có tinh thần phấn chấn, hăng hái mà bạn làm việc gì cũng trôi chảy và gặt hái được thành công. Thời điểm này có thể bản mệnh sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế mà bạn cần phải hết sức giữ gìn sức khỏe cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo hung tinh bạch hổ có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Ngoài ra, cũng không nên cố gắng quá mức kẻo gây tổn thương cho cơ thể. Hãy dựa dẫm vào con cháu của mình nhiều hơn, đừng nên việc gì cũng tự giải quyết. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tháng này, dù đã bước vào thời điểm cuối năm 2024 âm lịch, nhưng sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn lại chẳng suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó, thậm chí nhiều rắc rối liên tiếp xảy ra, khiến cho bạn sức đầu mẻ trán tìm cách ứng phó. Thời điểm này, bản mệnh nên hết sức đề phòng những mối quan hệ xung quanh mình. Có thể sẽ có kẻ tiểu nhân cố tình tỏ vẻ thân thiết tiếp cận bạn, nhưng mục tiêu là phá rối công việc của con giáp này. Do đó, bạn cần phải có cách nhìn người chuẩn xác hơn. Không phải ai cứ nhiệt tình với mình là đã thực sự muốn tốt cho mình.
Trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũng cần có cách cư xử khéo léo, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Hãy học cách lắng nghe nhiều hơn là phản bác, có thể bạn sẽ nhận ra được những ý hay trong quan điểm của mọi người. Tháng này khuyên tuổi Giáp Thìn trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, đặc biệt là với người làm lãnh đạo. Đừng để những lời suối bẫy của kẻ xấu làm lung lay ý chí hoặc đưa ra những nhận định sai lầm, dẫn đến những quyết định thiếu chính xác. Dù rắc rối liên tiếp xảy ra, nhưng con giáp này cũng đừng nên quá chán nản, bởi các tinh thiên đức vẫn luôn ở bên phù trợ bạn, chỉ cần bản mệnh nghiêm túc với công việc của mình. Hạn chế lo chuyện bao đồng, hạn chế mâu thuẫn với người khác, thì đến cuối năm công việc cũng vẫn sẽ dần dần vào guồng, nhiều rắc rối giảm bớt, bạn có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ dài. Vận trình tài lộc của tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch này không có nhiều bước phát triển tích cực do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Vì vậy mà bạn cần chú trọng đến việc tiết kiệm chi tiêu, không nên mua sắm quá thoải mái, kẻo lại đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương tốt nhất nên tập trung hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ của mình. Chỉ cần hoàn thành tốt công việc thì bản mệnh vẫn nhận được khoản lương, thưởng cuối năm đều đặn. Hãy thận trọng khi nghe theo lời khuyên của người khác. Bạn cần phân biệt được người ngay kẻ gian để không mắc bẫy, gây ra những sai sót phải đền bù bằng tiền của chính mình. Người làm kinh tế tốt nhất nên hoàn thành nốt các dự án còn dang dở, chớ nên nóng vội mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư vào những hạng mục mà mình chưa chuẩn bị kỹ. Thời điểm cuối năm cạnh tranh buôn bán khá gay gắt, con giáp này cũng nên chú ý đến tình hình thị trường và các động thái của đối thủ cạnh tranh. Có thể sẽ có kẻ chơi xấu, tạo tiếng xấu cho bạn. Bạn cần phải bình tĩnh dùng kinh nghiệm của mình để ứng phó với mọi tình huống. Tuy nhiên, túi tiền của tuổi Giáp Thìn vẫn sẽ được đảm bảo phần nào do tác động tích cực của các tinh thiên đức. Con giáp này hãy làm ăn lương thiện, bạn sẽ tạo dựng được lòng tin cho khách hàng. Bạn không cần phải quá phô trương, chỉ cần cung cấp cho khách hàng những mặt hàng với chất lượng tốt và mức giá hợp lý thì người mua chắc chắn sẽ quay lại. Phương diện tình cảm của tuổi Giáp Thìn tháng này cũng khá u ám do bị nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan tác động. Bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với những nguy cơ hoặc tổn thương, từ đó không mất bình tĩnh trước những tình huống bất chợt xảy đến. Với người độc thân, một số người vẫn thường nghĩ đến những đổ vỡ, tổn thương trong quá khứ, nên không dễ dàng mở lòng với ai. Nhìn chung, bạn có xu hướng từ chối tất cả mọi người tiếp cận mình. Ngược lại, một số người có thể cảm thấy rung động với ai đó sau một vài lần gặp gỡ, song bạn không nên đưa ra quyết định đến với đối phương quá vội vàng. Với người đã lập gia đình, áp lực phải chịu đựng ngoài xã hội khiến bạn thường trút giận lên đầu người ấy. Hãy nhớ rằng, nửa kia cũng sẽ không thể nhẫn nhịn bạn mãi được. Hãy thay đổi cách hành xử của mình, đừng để những cảm xúc tiêu cực của đôi bên bùng nổ. Hai người sẽ dễ vô tình nói ra lời gây tổn thương nhau. Thay vào đó, bản mệnh hãy thử trao đổi tâm sự những khó khăn của mình với đối phương, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Đồng thời, có thể nửa kia sẽ đưa ra được những hướng giải quyết phù hợp, giúp bạn vượt qua khó khăn. Tháng này phải chịu đựng nhiều khó khăn trong mọi mặt cuộc sống, nên tuổi Giáp Thìn cũng khó cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh, nhưng may mắn là bạn cũng không mắc phải bệnh nặng. Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết, hãy học cách mở lòng mình và tâm sự với người đáng tin cậy nhiều hơn, bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đừng giữ áp lực trong lòng khiến mình thêm căng thẳng. Nếu có thời gian rảnh, hãy rèn luyện thể dục thể thao hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Việc này cũng sẽ giúp bạn giảm stress, có thêm nguồn năng lượng mới tích cực hơn. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 6 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.